Dạ vâng, xin chào tất cả anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô cũ của Đoàn Nghị. Hôm nay em lại báo giá tổng thể những mẫu xe đang qua tại cửa hàng và những mẫu xe mới về cửa hàng để cho anh em được biết anh em nào đúng chân mẫu xe nào. Thì hãy liên hệ trực tiếp cho em Nghị theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Anh em nào mà xem video của mình hãy nhấn like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp mình để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà mình đưa lên. Và chiếc đầu tiên là chiếc Toyota Innova sản xuất 2006, phiên bản số sàn máy 2.0, không taxi, không dịch vụ. Hiện tại trước này bên em đang chào bán với giá là 305 triệu đồng. Anh em đã sở hữu chiếc xe Toyota Innova G sản xuất 2006 này, không taxi, không dịch vụ anh em ơi. Một mẫu xe gia đình, xe rất cứng xe. Toyota Innova G sản xuất 2006, phiên bản số sàn máy 2.0, 305 triệu đồng. Chiếc này mang biển số 30A17221. Chiếc đầu tiên là chiếc Toyota Innova G. Và em lại tiến đến một chiếc Kia Carrera sản xuất 2010, phiên bản số sàn máy 1.6. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 259 triệu đồng. Anh em đã sở hữu chiếc xe Kia Carrera, chiếc này mang biển số 30A24665. Chiếc Kia Carrera sản xuất 2010, phiên bản số sàn máy 1.6. Vâng, đây là phần nội thất của xe này. Đấy, bô lăng 4 chấu. Đấy, chiếc Kia Carrera được đăng ký là 7 chỗ ngồi. Đấy, 259 triệu đồng. Sơn xi thì màu trắng rất sang bóng sạch sẽ này. Mang biển số Hà Nội. Đấy, chiếc Kia Carrera. Và em lại tiến đến một chiếc Chevrolet Cruze sản xuất 2011, chiếc này mang biển số 29A29413. Chevrolet Cruze sản xuất 2011, phiên bản số sàn máy 1.6. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 279 triệu đồng. 279 triệu đồng anh em đã sở hữu chiếc xe Chevrolet Cruze, thương hiệu của Mỹ, tư nhân chính chủ, không taxi, không dịch vụ anh em nhé. Một mẫu xe gia đình, chiếc Chevrolet Cruze sản xuất 2011, mang biển số Hà Nội, không taxi, không dịch vụ anh em nhé. Mẫu xe gia đình sơn xi rất sáng bóng sạch sẽ. Và em lại tiến đến một chiếc Hyundai i20 sản xuất 2010, phiên bản số tự động máy 1.4. Chiếc này mang biển số 14A24361. Chiếc Hyundai i20. Sản xuất 2010 nhập ấn. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 258 triệu đồng. Đấy, chiếc Hyundai i20 nhập ấn bản đủ anh em nhé. Sơn xi rất sáng bóng sạch sẽ này. Một mẫu xe gia đình, không taxi, không dịch vụ anh em nhé. Đấy, chiếc Hyundai i20. Và em lại tiến đến một chiếc Daewoo Gencha sản xuất 2009, phiên bản số sàn máy 1.5. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 168 triệu đồng. 168 triệu đồng anh em sở hữu chiếc xe Daewoo Gencha này. Đấy, phiên bản số sàn máy 1.5. Đấy, bản sedan 2 đầu. Chiếc này được trang bị màn hình cam lùi đầy đủ này. Đấy, phiên bản số sàn máy 1.5 Daewoo Gencha. 168 triệu đồng. Sơn xi thì màu vàng, sản xuất 2009. Và chiếc tiếp theo là chiếc Hyundai i10 sản xuất 2017 nhập ấn. Chiếc này mang biển số 97A03445. Đấy, chiếc Hyundai i10 nhập ấn, phiên bản số sàn máy 1.0. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 305 triệu đồng. 305 triệu đồng anh em đã sở hữu chiếc xe Hyundai i10 nhập ấn, phiên bản số sàn máy 1.0 anh em nhé. Không taxi, không dịch vụ, một mẫu xe gia đình.
305 triệu đồng. Và chiếc tiếp theo là chiếc Toyota Innova G sản xuất 2006. Chiếc này mang biển số 24A05303. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 305 triệu đồng, không taxi, không dịch vụ, một mẫu xe gia đình anh em nhé. Phiên bản số sàn máy 2.0 Toyota Innova G sản xuất 2006, không taxi, không dịch vụ. Chiếc này đăng ký là 7 con anh em. Toyota Innova G sản xuất 2006, không taxi, không dịch vụ, 305 triệu đồng. Anh em đã sở hữu chiếc xe Toyota Innova G. Và em lại tiến đến một chiếc Kia Carens mà sản xuất 2011. Chiếc này mang biển số 98A04880. Đấy, chiếc Kia Carens sản xuất 2011, phiên bản số sàn máy 1.6. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 268 triệu đồng. Đấy, 268 triệu đồng. Anh em đã sở hữu chiếc xe Kia Carens phiên bản số sàn máy 1.6. Vâng, đây là phần nội thất của xe. Chiếc này được trang bị màn hình cam nồi đầy đủ. Kia Carens sản xuất 2011. Ghế da được trang bị màu đen. Đấy, sơn xi rất sáng bóng sạch sẽ anh em nhé. Chiếc Kia Carens 268 triệu đồng, sản xuất 2011, phiên bản số sàn máy 1.6, máy xăng. Chiếc này đăng ký là 7 chỗ ngồi. Và em lại tiến đến một chiếc Gararis sản xuất 2005, phiên bản số tự động, máy 2.4, máy xăng. Chiếc này mang biển số 30A04817. Chiếc Gararis sản xuất 2005, phiên bản số tự động, một mẫu xe gia đình, không taxi, không dịch vụ anh em nhé. Đấy, chiếc Gararis sơn xi rất sạch sẽ. Đấy, màu ghi xám anh em nhé. Một mẫu xe gia đình, trước đây đăng ký là 7 chỗ ngồi. Bên em đang chào bán với giá là 295 triệu đồng. Đấy, 295 triệu đồng anh em sở hữu chiếc xe Gararis. Đấy, hiện tại chiếc này đang có tại cửa hàng ô tô cũ Đoàn Nghị. Địa chỉ của em ở km 11 cống Trắng, Quán Toát, Hải Phòng. Đấy, sơn xi khá ok, bốn bánh đang đúc phanh ABS bốn bánh. Vậy em lại tiến đến một chiếc Toyota Vios sản xuất 2010, chiếc này mang biển số 14A09740. Chiếc Toyota Vios sản xuất 2010 bản Nimo lơ kịch, tích hợp xi nhan trên gương kính chỉ nhận gương kính của xe. Vâng, đây là phần nội thất của xe. Đấy, nội thất thì sạch, rất sạch sẽ anh em nhé. Chiếc Toyota Vios sản xuất 2010 bản Nimo lưng kịch, 239 triệu đồng. Anh em đã sở hữu chiếc xe Toyota Vios thương hiệu Nhật Bản, phiên bản số sàn máy 1.5. Xe rất cứng xe anh em nhé. Anh em đúng chân mẫu xe này, mua về chỉ việc đổ xăng mà chạy thôi. Và em lại tiến đến một chiếc xe Camry sản xuất 2006, tư nhân chính chủ, một chủ từ đầu, không taxi, không dịch vụ. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 445 triệu đồng. Đấy, 445 triệu đồng anh em đã sở hữu chiếc xe Camry sơn xì rất sáng bóng cho xe, tư nhân chính chủ, một chủ từ đầu, mang biển số 16L6989. Chiếc Camry sản xuất 2006, tư nhân chính chủ, một chủ từ đầu anh em nhé, không taxi, không dịch vụ. Và em lại tiến đến một chiếc Mitsubishi Jolly sản xuất 2005. Chiếc Mitsubishi Jolly sản xuất 2005, chiếc này mang biển số 14A35135. Đèn cột đốc treo turbo ma sắt bản đủ. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 158 triệu đồng. 158 triệu đồng anh em đã sở hữu xe Mitsubishi Jolly sản xuất 2005 bản đủ anh em nhé. Đấy, nội thất thì khá là sạch sẽ này. Đấy, chiếc Mitsubishi Jolly sản xuất 2005 bản đủ,
158 triệu đồng. Và em lại tiến đến một chiếc Toyota Innova G sản xuất 2010, phiên bản số sàn máy 2.0. Toyota Innova G sản xuất 2010, bô lăng 4 chấu, ghế lỉ nguyên bản theo xe anh em nhé. Bên em đang chào bán chiếc này với giá là 339 triệu đồng. Anh em đã sở hữu chiếc xe Toyota Innova G sản xuất 2010 anh em nhé, bản đủ. Đấy, chiếc này đăng ký là 7 chỗ ngồi. Chiếc này mang biển số 14A16086, sơn xi rất sáng bóng sạch sẽ. Toyota Innova G được đăng ký là 7 chỗ ngồi, 339 triệu đồng. Và chiếc tiếp theo là chiếc Chevrolet Captiva sản xuất 2007, phiên bản số sàn máy 2.4 máy xăng. Chiếc này mang biển số 43A19862. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 245 triệu đồng. Một mẫu xe gia đình không taxi, không dịch vụ. Vâng, đây là phần nội thất của xe này. Đấy. Trang bị màn hình cam lùi đầy đủ. Chevrolet Captiva sản xuất 2007, 245 triệu đồng, phiên bản số sàn máy 2.4 máy xăng. Sơn xi thì màu đen, 4 bánh đang đúc, phanh ABS 4 bánh. Chiếc Chevrolet Captiva sản xuất 2007, phiên bản số sàn máy 2.4 máy xăng anh em nhé, 245 triệu đồng. Và em lại tiến đến một chiếc Toyota Vios sản xuất 2006, chiếc này mang biển số 26A07191. Toyota Vios bản G anh em nhé, bản đủ. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 188 triệu đồng. 188 triệu đồng anh em đã sở hữu chiếc xe Toyota Vios sản xuất 2006 bản G xịn. 188 triệu đồng. Ghế da được trang bị màu đen. Chiếc Toyota Vios sản xuất 2006 bản G. Sơ xì rất sáng bóng sạch sẽ, xe rất cứng xe. Và em đã tiến đến một chiếc Fiat sản xuất 2006, chiếc này mang biển số 77H9747, tư nhân chính chủ, một chủ tự động. Chiếc Fiat sản xuất 2006, phiên bản số sàn máy 1.3. Chiếc Fiat sản xuất 2006, sơn xì rất sáng bóng sạch sẽ này. 4 bánh đang đúc. Và chiếc Fiat sản xuất 2006, bên em đang chào bán với giá là 105 triệu đồng. Vâng, đây là phần nội thất của xe này. Đấy, nội thất thì khá là ok anh em nhé. Phiên bản số sàn máy 1.3. Đấy, chiếc Fiat sản xuất 2006, 105 triệu đồng. Đấy, bên em có bao rút hồ sơ toàn quốc cho anh em. Đấy, nội thất thì khá là ok này. Đấy, một mẫu xe gia đình không taxi, không dịch vụ. Fiat anh em nhé. Và em lại tiến đến một chiếc Toyota Vios sản xuất 2013, phiên bản số sàn máy 1.5 bản e xịn. Chiếc này mang biển số 15A10316. Đấy, chiếc Toyota Vios sản xuất 2013, bản e xịn anh em nhé. 4 bánh đang đúc, phanh ABS 4 bánh, tích hợp xi nhan trên gương, gương kính chỉnh điện, gương kính cụp xe. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 330 triệu đồng. Đấy, 330 triệu đồng anh em đã sở hữu xe này. Toyota Vios sản xuất 2013. Nội thất thì rất sáng bóng sạch sẽ này. Xe rất cứng xe anh em nhé. Anh em nào đúng chân mẫu xe này mua về chỉ việc đổ xăng mà chạy thôi. Đấy, Toyota Vios sản xuất 2013, phiên bản số sàn máy 1.5, 330 triệu đồng. Sơn xi thì màu đen, rất sáng bóng sạch sẽ. Và em lại tiến đến một chiếc Daihatsu Gentra sản xuất 2008, phiên bản số sàn máy 1.5. Chiếc này mang biển số 15A15957. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 158 triệu đồng. Bên em có bao rút hồ sơ cho anh em, đăng kiểm thì dài miên man đến tháng 6 năm 2020. Đấy, Daihatsu Gentra, không taxi, không dịch vụ, một mẫu xe gia đình.
158 triệu đồng. Bên em có 3 rút hồ sơ, trang bị màn hình camera đầy đủ. Đấy, chiếc Daewoo Gencha không taxi, không dịch vụ anh em nhé. Nội thất thì rất sạch sẽ, sơn xi khá là ok. Daewoo Gencha sản xuất 2008 anh em nhé, 158 triệu đồng. Và em lại tiến đến một chiếc Hyundai Venla sản xuất 2000, con này là sản xuất năm 2009 hay sao ạ? Để em xem lại. Này, chiếc Hyundai Venla sản xuất 2009, phiên bản số tự động, máy 1.4 bản đổ. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 258 triệu đồng. Anh em đã sở hữu xe Hyundai Venla, một mẫu xe gia đình không taxi, không dịch vụ anh em nhé, bản đổ. Đấy, chiếc Hyundai Venla sản xuất 2009, chiếc này mang biển số 98A06798. Chiếc Hyundai Venla tư nhân chính chủ, không taxi, không dịch vụ anh em nhé, một mẫu xe gia đình. Đấy, phiên bản số tự động, nội thất thì khá ok. Và chiếc tiếp theo là chiếc Toyota Vios sản xuất 2011 bản Nimo lưng kịch, chiếc này mang biển số 34A31991. Đấy, chiếc Toyota Vios sản xuất 2011 bản Nimo lưng kịch. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 245 triệu đồng. 245 triệu đồng anh em sở hữu chiếc xe Toyota Vios bản Nimo lưng kịch. Đấy, bản Nimo lưng kịch tích hợp xi nhan trên gương, gương kính cụp xòe, gương kính chỉnh điện anh em nhé. Đấy, nội thất thì khá là ok này. Sơn xi thì màu bạc, rất sang bóng, chặt chẽ. Đấy, chiếc Toyota Vios sản xuất 2011. Đấy, bản Nimo lưng kịch bên em đang chào bán với giá là 245 triệu đồng. Đấy, 245 triệu đồng anh em đã sở hữu chiếc xe Toyota Vios bản Nimo lưng kịch sản xuất 2011 anh em nhé. Sơn xì khá ok, mang biển số 34 bởi biển số Hải Dương. Và em lại tiến đến một chiếc Hyundai i10 sản xuất 2015, chiếc này mang biển số 98A10527. Chiếc Hyundai i10 nhập Ấn, phiên bản số sàn, máy 1.25. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 346 triệu đồng. 346 triệu đồng anh em đã sở hữu chiếc xe Hyundai i10 bản sedan 2 đầu, phiên bản số sàn, máy 1.2. Đấy, phiên bản số sàn, máy 1.2 anh em nhé. 4 bánh 5 đăng đúc, tích hợp xi nhan trên gương, một mẫu xe gia đình không taxi, không dịch vụ anh em nhé. Đấy, chiếc Hyundai i10 nhập Ấn bản sedan 2 đầu, không taxi, không dịch vụ, sơn xì khá ok. Và chiếc tiếp theo là chiếc Focus sản xuất 2006, phiên bản số tự động, máy 2.0 bản đổ. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 258 triệu đồng. Anh em đã sở hữu chiếc xe Focus không taxi, không dịch vụ, một mẫu xe gia đình, phiên bản số tự động, máy 2.0 bản đổ anh em nhé. Đấy, một mẫu xe gia đình không taxi, không dịch vụ anh em nhé. Ngày trước Focus phiên bản số tự động, trang bị màn hình cam mùi đầy đủ. Đấy, trước này bên em đang chào bán với giá là 258 triệu đồng. Đấy, sơn xì rất sáng bóng, sạch sẽ. Chiếc này mang biển số 30A19079. 258 triệu đồng anh em nhé. Sản xuất 2006, phiên bản số tự động, bản đồ, không taxi, không dịch vụ. Và em lại tiến đến một chiếc Kia Morning sản xuất 2009, phiên bản số tự động, máy 1.0, bản đồ. Đấy. Chiếc này mang biển số 16L2180. Đấy. Kia Morning sản xuất 2009, bản đồ.
Hiện tại trước này bên em đang chào bán với giá là 255 triệu đồng. 255 triệu đồng anh em đã sở hữu chiếc xe Kia Morning nhỏ gọn siêu xinh. Đấy, phiên bản số tự động bản đủ anh em nhé. Đấy, điều hòa auto này. Trang bị màn hình cao nùi đầy đủ. Đấy, chiếc Kia Morning nhỏ gọn siêu xinh. Đấy, không taxi, không dịch vụ, mà mỗi xe gia đình, tư nhân chính chủ. Đấy, chiếc Kia Morning sản xuất 2009, nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc, 255 triệu đồng. Và em lại tiến đến một chiếc Hyundai Getz sản xuất 2010. Chiếc này chiếc Hyundai Getz sản xuất 2010, phiên bản số xa hàn máy 1.1. Chiếc này mang biển số 17A14909. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 185 triệu đồng. 185 triệu đồng anh em sở hữu chiếc xe Hyundai Getz nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc. Bản đủ anh em nhé. Vâng, đây là phần nội thất của xe này. Đấy, bô lăng này, bô lăng 3 chấu này, bóng khí này. Đấy, Hyundai Getz bản đủ. Sản xuất 2010, 185 triệu đồng. Đấy, sơn xì rất sáng bóng sạch sẽ này. Mang biển số Thái Bình, đời chót anh em nhé, sản xuất 2010, 185 triệu đồng. Và chiếc tiếp theo là chiếc Toyota Vios sản xuất 2005, phiên bản số sàn máy 1.5, bản Nimo lân kịch. Chiếc này em đã rút hồ sơ về tên em rồi. Anh em nào đúng chân mẫu xe này sang tên chỉ trong một lốt nhạc này. Đấy, chiếc Toyota Vios sản xuất 2005, bản Nimo lân kịch. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 152 triệu đồng. Đấy, 152 triệu đồng anh em đã sở hữu chiếc xe Toyota Vios tránh mưa tránh nắng. Đấy, bản sedan 2 đầu, phiên bản số xa, máy 1.5 anh em nhé. Trang bị màn hình cam nuôi đầy đủ. Toyota Vios sản xuất 2005. Đấy, tích hợp xi nhan trên gương. Đấy, chiếc này em đã rút hồ sơ về tên em rồi. Anh em đúng chân mẫu xe này sang tên chỉ trong một lốt nhạc này. 152 triệu đồng anh em nhé. Bản Nimo lân kịch. Và chiếc tiếp theo là chiếc Hyundai i10 sản xuất 2016 nhập Ấn. Chiếc này mang biển số 23A02982. Đấy, chiếc Hyundai i10 phiên bản số sàn máy 1.2. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 358 triệu đồng. Đấy, 358 triệu đồng anh em đã sở hữu chiếc xe Hyundai i10 nhập Ấn phiên bản số sàn máy 1.2, sản xuất 2016 anh em nhé. Đấy, bên em có hai chiếc Hyundai i10, một con 2015, một con 2016. Không taxi, không dịch vụ, một mẫu xe ra đây. Đấy, sơn xì rất sang bóng sạch sẽ này. 358 triệu đồng. Đấy, bản sedan 2 đầu anh em nhé. Và chiếc tiếp theo là chiếc Toyota Vios sản xuất 2010, phiên bản số sàn máy 1.5. Đấy, chiếc Toyota Vios sản xuất 2010 bản e xịn. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 279 triệu đồng. Đấy, 279 triệu đồng anh em đã sở hữu chiếc xe Toyota Vios bản e xịn anh em ấy. Đấy, Toyota Vios bản e xịn, 279 triệu đồng. 4 bánh đang đúc, phanh ABS 4 bánh. Chiếc này em đã rút hồ sơ về tên em rồi. Anh em là đúng chân mẫu xe này sang tên chỉ trong một lốt nhạc này. Đấy, chiếc Toyota Vios sản xuất 2010 bản e xịn anh em nhé. 4 bánh đang đúc, phanh ABS 4 bánh, tích hợp xi nhan gương, gương kính chỉnh điện, gương kính cục xe. Dạ vâng, ô tô cũ Đoàn Nghị có địa chỉ ở km 11 cống Trắng Quán Toan Hải Phòng. Em vừa quay tổng quan tổng thể những mẫu xe đang có tại cửa hàng và những mẫu xe vừa mới về cửa hàng, để cho anh em được biết anh em là đúng chân mẫu xe nào thì hãy liên hệ trực tiếp cho em Nghị theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Anh em nào mà xem video của mình hãy nhấn like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp mình để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà mình đưa lên. Và xin chào và hẹn gặp lại anh em những video lần sau.